thôi các anh chị. Lao chúng ta chia làm hai loại, một là lao phổi và hai là lao ngoài phổi. Lao ngoài phổi tức là con vi khuẩn này nó muốn đi đâu nó đi, nó khu trú đâu nó khu trú. Có thể nó đi tới xương gọi là lao xương, đi đến lao màng não, lao màng nào, lao màng bụng và đi tới lao vú. Thì giờ chúng ta học những cái lao điển hình trên cơ bản nha chị nha. Một, lao phổi. Bệnh này lây qua đường hôi nào, hôi hấp. Vi khuẩn lao là một vi khuẩn rất yếu trong môi trường, cho nên nó chỉ tồn tại dạng xoăn khí hay dạng bụi các chị ha. Xoăn hay bụi? Yếu là xoăn khí. Xoăn khí dạng la si đô gì đó, đúng không? Rồi. Các chị hiểu bản chất của nó chưa? Rồi cái thứ hai, các anh chị đi lao ngoài phổi chúng ta sẽ có lao gì? Đầu tiên lao xương và lao màng bụng, mở mặt ra không lây. Các anh chị nhớ, nếu vi khuẩn nó khu trú ở cái vùng này thì bệnh nhân được chẩn đoán là lao màng bụng và lao xương, bệnh này không lây, nên nó không có sợ cái chuyện gì hết. Nhưng lao màng não bệnh nhân vẫn lây qua đường hô hấp và tỷ lệ lây còn cao hơn bệnh nhân lao phổi nữa anh chị. Vậy lao màng não lây không anh chị? Lây đưa nha. Rồi trong ba cái lao ngoài phổi các anh chị nhắc cho mình đó là lao xương, lao bụng và lao gì nào? Lao màng não, lưu ý nha. Thì lao xương và lao bụng thì sao? Không lây. Còn lao màng não thì sao chị Hân? Lây qua đường gì? Đường hô hấp. Rồi lưu ý cho mình điều đó. Thì đó là một số cái chúng ta chẩn đoán. Bệnh lao cho anh chị khác thể bền hay không bền? Hãy trả lời đúng nha. Bền 15 năm bền. Không bền, tái nhiễm. À, bệnh này cho các anh chị không bền. Bệnh lao nằm trong chương trình y tế quốc gia. Có nghĩa là sao? Là khi anh được chẩn đoán lao, anh về địa phương, chúng ta đi lại trạm y tế của địa phương chúng ta, thì chúng ta được cấp thuốc lao uống miễn phí hàng tuần luôn. Xin lỗi, hàng tháng luôn anh chị ha. Nghe nào, những bệnh sau: tâm thần là 1, phong là 2, lao là 3, sốt rét là 4. Và ngày xưa nó có thêm bệnh gì nữa anh chị? HIV. Nhưng ngày nay HIV mắc quá, người mắc nhiều quá, cho nên không thoát khỏi nổi luôn anh chị. Cái này là chương trình của UNICEF nha, chị lưu ý cho mình điều này ha. Cho nên thành thử bây giờ HIV phải trả phí nha, chị lưu ý cho mình điều này ha. Rồi mấy bệnh đó thì ngày xưa mà bao cao su khác cho luôn đó chị, mà ngày nay cái chị đi ra mấy chục ngàn cái bao cao su đó ha. Đúng rồi, Rudex là mắc mà mấy chục ngàn lần đó. 50 ngàn ba cái. Đúng là phải ghen đúng là rồi các chị ghi cho mình nè, nãy giờ chương trình vaccine có tiêm vaccine, mà vaccine của nó là EPI dành cho ai thôi? EPI dành cho trẻ em hay là người lớn anh chị? Còn bây giờ anh chị lớn sau 3 năm tuổi anh chị đi tiêm anh chị tốn phí không? Tốn nha, đưa nha, được chưa? Rồi đánh cho mình là có vaccine và thuộc chương trình EPI. Theo đánh. Biết chưa? Có EPI nha. Rồi EPI. Bệnh tiếp theo đó là viêm gan siêu vi C. Rồi các anh chị nếu học về bệnh học các anh chị thấy một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư gan, mình nói nguyên nhân hàng đầu nha, là viêm gan siêu vi, là trong đó chính là viêm gan siêu vi C chứ không phải là siêu vi B đâu. Các anh chị lưu ý điều này, thường cái tỷ lệ mà chuyển sang giai đoạn mà ung thư gan và xơ gan là do anh C cao hơn anh B rất là nhiều. Vậy tới đây mình hỏi một xíu nè, vì sao như vậy? Vì sao tỷ lệ viêm gan siêu vi C của chúng ta lại nặng nề hơn viêm gan siêu B, các anh chị biết không? Hôm bữa các anh chị học viêm gan siêu B có vaccine phòng bệnh không? Nhưng riêng viêm gan siêu C có không chị? Không, các anh chị lưu ý ha. Rồi, căn bệnh này do virus tên là HCV gây ra, các anh chị lưu ý ha. Cái này học rất dễ, các anh chị nghe nào. Viêm gan B thì HBV, còn viêm gan C là HCV, chính là hepatitis C virus, là virus viêm gan chủng C đó anh chị. Nhớ cái này ha. Còn H mà B bò đó chính là con sùi màu gà đó, nhớ không? Rồi, bệnh này lây qua đường gì? Máu bệnh nào hoặc sơ là đường tiêu hóa là máu thì dần nguyên lây lây hết luôn rồi đó. Máu dần là nguyên thế giới lây luôn rồi. Máu dần liền. Máu dần co. Bệnh này lây qua hai con đường, một là đường gì? Máu và hai là da. Dần liền. Các anh chị lập cái bệnh viêm gan B như thế nào thì sao y sinh cái viêm gan C như vậy đó. Được chưa nào? Nhưng nó chỉ khác là căn bệnh này có vaccine phòng bệnh thôi anh chị. Cho nên thành thử ra là khi tái nhiễm, khi mà mắc căn bệnh này thì người ta buộc phải điều trị, cho nên cố gắng là sao đừng để mắc. Còn riêng viêm gan siêu B người ta vẫn có vắc xin phòng bệnh nhanh chị nha, lưới được không? Rồi da niêm và đường máu, trong đường máu nó sẽ có hình thức đó là gì đó, các anh chị có liệt kê đó hả? Máu và mẹ cho sinh con, đúng không? Còn da niêm thì cái bệnh này có phải gọi là bệnh sao, xin lỗi, có phải gọi là bệnh hoa liễu không? Có. Rồi lưới cho mình, bệnh này mang kháng thể bền vững hay không bền vững? Bền vững, các chị nhớ ha.
Rồi, bệnh tiếp theo là bệnh than. Nghe lạ vậy. Nghe bệnh này chưa anh chị? Chưa, mới nghe lần đầu. Nghi rồi đúng không? Chưa rồi, chưa chắc. Sợ này là chị gái tứ. Các anh chị biết bệnh than là bệnh gì không? Bệnh than là bệnh cuối tháng đó.